Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, góp phần rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghị quyết số 55 NQTU ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có nhiều đột phá trong phát triển năng lượng quốc gia như ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, ra soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù cho một số dự án năng lượng quan trọng, đặc biệt đối với các dự án đầu tư nguồn điện cấp bách. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng còn gắn chặt chẽ với những hoạt động về chính trị, ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau khi được ban hành, với những quan điểm mới, mạnh mẽ và đột phá về phát triển năng lượng quốc gia, Nghị quyết số 55 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp cả nước và quốc tế, tạo sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Nghị quyết 55 đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển năng lượng Việt Nam theo hướng hiệu quả, bền vững, ổn định, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ Công Thương khẳng định, quan điểm và mục tiêu phát triển năng lượng của Nghị quyết 55 là rất rõ ràng. Nghị quyết 55 đưa ra nhiều điểm mới trong quan điểm chỉ đạo phát triển năng lượng để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng với dịch vụ và chi phí hợp lý. Nghị quyết 55 đã đề ra những cái định hướng trong xóa bỏ và tháo gỡ những cái rào cản để tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia để phát triển năng lượng ở Việt Nam. Và Nghị quyết 55 cũng đã xác định rất rõ chiến lược phát triển bền vững năng lượng quốc gia thời gian tới là phải tập trung phát triển các nguồn năng lượng đa dạng, phù hợp và đồng thời tiếp tục ưu tiên năng lượng tái tạo. Nghị quyết 55 thực sự đã mở ra cánh cửa mới, cho phép chúng ta tin tưởng vào một chiến lược với những cơ chế chính sách mới, kể cả khung khổ luật pháp, để định hướng trong phát triển và đảm bảo an ninh quốc gia cho ngành năng lượng của đất nước. Thì Bộ Công Thương đã xây dựng và trình chính phủ sớm để ban hành chương trình hành động của chính phủ, và đây sẽ là cái cơ sở rất quan trọng để thực hiện cái nghị quyết 55 có hiệu quả ở phạm vi của cả nước. Một điểm nhấn được đặt ra trong nghị quyết 55 là khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tham gia vào công cuộc phát triển năng lượng. Nghị quyết đã nêu rõ các định hướng quan trọng, nguyên tắc mục tiêu để tiếp tục xóa bỏ rào cản, tạo môi trường thuận lợi minh bạch, thông thoáng cho tất cả các ngành kinh tế, nhất là khu vực tư nhân, tham gia các lĩnh vực tiềm năng nói chung và năng lượng nói riêng. Hiện tại nhà nước đang đặt ra cho các dự án điện gió thì là một cái giá cũng khá là hợp lý, và đối với bản thân chúng tôi là những cái nhà đầu tư thì chúng tôi biết là chúng tôi phải quản lý những cái chi phí của mình để đảm bảo sao mà dự án vẫn có hiệu quả, chứ không chỉ trông chờ vào hỗ trợ từ phía chính phủ. Và đối với cả tất cả các thị trường trên thế giới thì nó cũng là như vậy thôi. Trong cái dự án này thì mình sẽ nhập khẩu than từ Mỹ vào cái cảng nước sâu ở chân mây Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, và với cái công suất là khoảng 4 GW. Đây là một dự án mà sau phát triển tức là sau có thời kỳ Covid-19 thì sẽ hứa hẹn là sẽ tạo ra khoảng 10.000 công việc cho tất cả mọi người. Thì đây là một cái xu hướng để khuyến khích những cái lao động có tay nghề cao và hỗ trợ cho cái phục hồi nền kinh tế sau cái thời kỳ Covid. Dự án nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ Bộ Chính trị, Bộ Công Thương, rồi chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như Trung ương. Thì đây là một dự án giúp phát triển cái hành lang kinh tế Đông Tây của miền Trung. Để đáp ứng mục tiêu đến năm 2030 tăng trưởng mức 8%, chính phủ ước tính công suất nguồn điện cần tăng từ 60 GW năm 2020 lên 100 GW vào năm 2030. Như vậy, mỗi năm Việt Nam cần phải lắp đặt 5 GW công suất mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
Điều này đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật, quản lý và tài chính. Vì trong giai đoạn này, mỗi năm ngành điện cần đầu tư mới khoảng từ 8 đến 12 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức bình quân 8 tỷ đô la Mỹ một năm trong giai đoạn trước đây, tập trung vào đầu kỳ với sự chuyển dịch đầu tư ngày càng tăng vào năng lượng tái tạo, nhiệt điện và hạ tầng lưới điện.